Cái thuốc Movento này là cái thuốc quản lý con rệp sáp, con bọ chỉ, con rầy đó, rất là tốt. Do cái cơ chế tác động nó mới, là sau khi phun một ngày thì cái thuốc này nó sẽ thấm vào cây trồng và nó chuyển hóa thành thuốc độc và nó bảo vệ toàn cây trồng. Khi mà con rệp sáp, con rầy, con bọ chỉ chích vào thì nó sẽ trúng thuốc độc và nó chết đó. Hiếu xin kính chào bà con. Thì hôm nay Hiếu làm cái video và chia sẻ cho bà con cách để chúng ta quản lý cái con rệp sáp, con rầy đó, rầy xanh ha. Nói chung lại là con rệp sáp, rồi những cái đối tượng chích hút như là bọ chỉ, rồi nhện đỏ rồi đó. Đó, những đối tượng chích hút nói chung và quản lý những cái đối tượng đó ở trên cây cây có múi và những cây mà mang lại giá trị kinh tế cao, ví dụ như là cây cây sầu riêng, cây cam, cây bưởi, cây thanh long, rồi nói chung là những cây nào mà chúng ta có gặp những đối tượng đó thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm mà mình giới thiệu hôm nay đó. Nếu mà mọi người thấy video của mình chia sẻ đó hay và hữu ích đó, thì mọi người hãy cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và chia sẻ để cho nhiều người cùng biết. Và cái sản phẩm hôm nay mình muốn giới thiệu đây là cái sản phẩm Movento của công ty Bayer sản xuất nha mọi người. Một cái sản phẩm quản lý con rệp sáp và những đối tượng chích hút là rất là hay, do nó có một cái cơ chế mới. Thuốc này ra đời cũng rất là lâu rồi và hôm nay mình mới làm video để mình chia sẻ cho những bà con chưa biết mua về và sử dụng ha mọi người. Rồi. Đầu tiên á, trước khi mình chia sẻ thì mình xin giới thiệu, mình nói về con rệp sáp. Nó là một cái đối tượng mà nó gây hại rất là lớn, do là cái thời gian sinh trưởng nó dài và nó đẻ trứng, đẻ con rất là nhanh đó. Con rệp cái thì nó khoảng 20 ngày là nó bắt đầu đẻ trứng rồi, và nó có thể sống đến hơn 100 ngày đó. Bởi vậy rồi do cái tập tính mà nó trú ẩn đó, nó mình phun không có đến thì nó sẽ gây hại. Và ở cái sản phẩm Movento này là sản phẩm mà nó có thể lưu dẫn hai chiều, tức là khi mà bà con phun rồi, phun ở trên lá thì nó có thể lưu dẫn xuống dưới tới rễ, rồi nó lưu dẫn lên trên đó, chiều lên và chiều xuống, là lên đến những cái đọt non, những cái phần mà mới phát triển của cây, những cái nơi mà chúng ta phun thuốc không đến thì nó đều lưu dẫn và nó tạo một cái lớp bảo vệ cho cái cây. Rồi, cái cơ chế của cái thuốc Movento này là gì đó, thì mình cũng xin nói luôn là cái Movento này đây, nó khi mà mình phun á, mà thuốc mà tiếp xúc với con rệp sáp hay là những con bọ chỉ, con chích hút á, thì nó không có diệt đó, không có diệt ha. Nhưng mà sau khi mà mình phun lên trên cây rồi và cây trồng của chúng ta hấp thụ cái thuốc Movento này đó, hấp thụ và nó lưu dẫn ở trong cái cây á, thì nó chuyển hóa thành thuốc độc đó, thuốc độc. Và khi đó thì con rệp sáp, bọ chỉ hay là con rầy á, nó chỉ chích vào thôi, chích vào và nó trúng thuốc đó thì nó sẽ chết nha mọi người đó. Và sau khi chúng ta phun á, thì thuốc nó sẽ có hiệu lực sau 2 ngày đó, sau 1 ngày hoặc 2 ngày đó, thì bắt đầu thuốc nó thấm và nó lưu dẫn đến các bộ phận á, thì thuốc nó mới có hiệu lực. Rồi, cái liều lượng và cách sử dụng thì cái chai thuốc Movento này á, là chai 100cc, và cái liều lượng á, thì bà con nên pha là 1ml thuốc cho 1 lít nước. Tức là chai 100cc này thì bà con có thể pha được 100 lít nước nha, 100 lít nước. Còn nếu bà con phun bình thì cứ 1ml thuốc cho 1 lít nước đó. Trước khi mình phun thuốc Movento này thì bà con nên thực hiện một số cái vấn đề như sau. Cái điều đầu tiên á, thì mình nên dọn cái tất cả những cái tàn dư cơ học trong cái vườn của mình. Ví dụ như là cỏ nè đó,
ví dụ như cỏ nè, thì cái con bọ chỉ, con rệp sáp, rầy rồi nó sẽ trú ở trong đó rất là nhiều. Rồi những cái cành mà nó rậm rạp, những cái cây trồng mà nó không liên quan đó thì bà con nên dọn hết, cái thứ nhất. Rồi cái vấn đề tiếp theo là bà con nên cắt tỉa những cái cành mà bị rệp sáp nặng hóa nặng á, thì bà con nên tiêu hủy đi nha, tiêu hủy. Rồi vấn đề thứ ba thì cây trồng của chúng ta phải cần đủ nước đó. Khi mà đủ nước như vậy á, rồi xong bà con phun thuốc á, thì nó sẽ giúp cho cái thuốc của chúng ta lưu dẫn đó, nó qua cây á, nó đưa thuốc á, cũng như là nó cây trồng ta hút nước và đưa đi các bộ phận của cơ thể, và khi đó thì cái thuốc nó đã thấm vào á, thì nó cũng lưu dẫn trong cái cây, nó cực kỳ tốt, nó tốt hơn và nó nhanh hơn nha mọi người. Và mình nên phun ở giai đoạn nào thì như bà con biết đó, cái con rệp sáp, con bọ chỉ và con rầy nó sẽ tấn công vào những cái chỗ mà nó mềm, nó mới phát triển, ví dụ như là cái chồi non, đọt non, lá non, rồi những cái bông và trái non nữa. Đó tất cả những cái đó là những cái điểm mà nó ngon nhất. Và con rệp, con rầy hay là bọ chỉ nó đều rất là thích những cái chỗ non đó, bởi vì trong cái chỗ non đó nó mang rất là nhiều nhựa cây thì và nó mềm, thì những cái con nó chích thúc nó rất là dễ. Bởi vậy khi mà cây của chúng ta ở giai đoạn mà nó đang phát triển và chồi non, đọt non đó, quả non, thì bà con nên tiến hành phun Movento. Rồi cái hiệu lực của cái chai thuốc Movento này á, thì nó có thể bảo vệ cây trồng của chúng ta trong một khoảng thời gian rất dài đó. Và ở đây á, thì theo Hiếu á, biết được á, thì nó có thể là khoảng trên 2 tuần nha mọi người, có thể trên 2 tuần đó. Đây, đó là một số chia sẻ của Hiếu về cái thuốc Movento. Và bây giờ mình sẽ nói đến giá bán của cái chai thuốc này. Đây, hiện tại thì Movento này nếu bà con mua lẻ đó, mua lẻ thì mình đang ra với giá 95.000 một chai 100ml nha mọi người. Còn nếu bà con mua số lượng đó, mua từ 10 chai trở lên, thì Hiếu sẽ giảm trực tiếp cho bà con mỗi một chai 5.000, xem như là phụ tiền ship, tức là mỗi chai chỉ còn là 90.000 nha bà con. 90.000 pha được là 5 bình 20 lít, đã pha được 100 lít nước, và chúng ta phun bảo vệ cây trồng của chúng ta trong cái khoảng thời gian đó là trên 2 tuần, tức là 14 ngày. Rồi bây giờ Hiếu xin tóm lại, cái thuốc Movento này là cái thuốc quản lý con rệp sáp, con bọ chỉ, con rầy đó, rất là tốt. Do cái cơ chế tác động nó mới, là sau khi phun một ngày thì cái thuốc này nó sẽ thấm vào cây trồng và nó chuyển hóa thành thuốc độc, và nó bảo vệ toàn cây trồng. Khi mà con rệp sáp, con rầy, con rệ bọ chỉ chích vào thì nó sẽ trúng thuốc độc và nó chết đó. Con phun trúng thuốc bình thường thì nó không chết ha. Và để thuốc nó hiệu quả hơn thì bà con nên phối thêm cho Hiếu là, một là có thể mình phối bấm dính, hai là mình phối thêm cái chất thấm sâu nha bà con. Thì thấm sâu này Hiếu cũng đã chia sẻ nhiều rồi đó, mình có thể phối thêm bám dính hoặc thấm sâu thì để thuốc nó thấm vào cái cây nó tốt hơn. Rồi Hiếu xin kết thúc video tại đây, chào mọi người.